Chào các bạn, sáng hôm nay anh Phi lu bu quá trời. Cái này nè các bạn, nó bị lỗi các bạn à, khi mà nó còn bốn cái chân nữa nhưng mà nó bị lỗi. Đây nè, gắn vô nhưng mà nó bị lỗi, cho nên là anh Phi sáng giờ anh Phi sửa đã đền, anh Phi sửa không được, cho nên anh Phi sẽ đem về nhà cho cháu anh Phi chơi luôn. Đúng ra là khi bật lên á là cái này nó sẽ bi sẽ tự chạy lên đây, cái này nó đưa lên rồi nó thả vô đây tự rớt, nhưng mà do cái vàng mà hút bi này nè nó bị lỗi, nó không thể đưa bi lên được nữa, cho nên thôi cho nó chạy không như thế này. Còn bây giờ chúng ta sẽ chơi như thế này, giống như là các bạn chơi chơi thả vậy đó. Đó, đây 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 đó ha, cái viên bi nó vào đây nè, đó, ai được nhiều thì sẽ chiến thắng nha. Còn nếu mà được nhiều mà mình làm thêm cái phiếu bắt thăm nữa, chẳng hạn như được 3 bi thì chúng ta sẽ bắt ngay cái thăm số 3, coi coi lật lên nó là cái gì nha. Cái đó thì tổ chức thành một cái trò chơi, một cái clip cũng được, nhưng mà cái đó tính sao đi, anh Phi sẽ mang về Bến Tre để cuối tuần này chơi. Tại cuối tuần nhà anh Phi có tiệc đám thôi nôi là tiệc sinh nhật thứ nhất đó các bạn nha. Nhưng mà người Việt mình sẽ gọi là thôi nôi nha, à, tiệc thôi nôi của một bé. Nhưng mà thường tiệc thôi nôi sẽ làm khá là lớn các bạn, chứ không có làm nhỏ như là các cái sinh nhật bình thường. Sinh nhật bình thường thì chúng ta chỉ cần có bánh happy birthday là được, nhưng mà tiệc thôi nôi thì lớn, và tiệc đầy tháng cũng lớn. Tiệc đầy tháng là tiệc đặt tên thôi. Thì bây giờ anh Phi sẽ quay trở lại nhanh với câu chuyện của chúng ta. À, cái bạn này là ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đã đặt một đơn rồi, nhưng mà bạn đang sưu tầm cái dòng này các bạn, đang sưu tầm cái dòng 250. Bạn mua thêm 5 con này nữa là đủ, nhưng mà bạn bị thiếu con này. Không, còn thiếu con 2501 nữa. 2501 anh Phi cũng hết hàng rồi, với 2500 cũng hết hàng. Nhưng mà anh Phi còn một cái con của anh Phi, con này anh Phi ráp, anh Phi bỏ tủ lâu lắm rồi. Nói chữ lâu chứ cũng mới hồi đầu năm rồi các bạn. Và anh Phi có hứa là anh Phi sẽ tặng cho bạn nha. Anh Phi sẽ tặng cho bạn con này đấy. Nhưng mà trước khi tặng thì anh Phi cũng sẽ phải quan tâm rằng là cái con này nó phải chạy được cái đã, chứ tặng mà người ta mà nó không chạy thì kỳ lắm nha các bạn. Đấy, mở lên anh Phi sẽ cho hai viên pin vào đây, và khi lắp pin vào thì nó sẽ chạy được nha. Lắp nhớ đóng đúng đầu cực nha các bạn. Có một số bạn lắp pin bị ngược thì nó sẽ chạy ngược, lắp pin đúng thì nó sẽ chạy tới, còn nếu mà lắp pin sai thì nó không chạy luôn nha. Đó, nó chạy nè các bạn. Đây ha, chúng ta buông ra là nó sẽ giọt nha nè. À, thấy không, có một số bạn ráp vui lắm các bạn. Đây nè, bật cái công tắc để tắt nó nha. Đây, nó có cái công tắc là để tắt nó nha. Anh Phi ráp xong, anh Phi cũng ít chơi lắm cho nên cái công tắc này còn bót lắm. Có một số bạn khi đẩy cái bánh xe này nè, các bạn đẩy sát thiệt sát vô luôn nha, đẩy thiệt sát vô luôn rồi bắt đầu nó cạ, cho nên khi mở lên á nó chạy chậm rì à, thấy không. Cho nên khi ráp cái chỗ này nè, các bạn phải lắc ra chút xíu cho nó hở ra chút xíu nha. Cho nó hở ra một chút xíu. Đó, như thế này. Đó, thì cái bánh xe nó chạy sẽ ngon lành hơn, trơn tru hơn. Đấy, cho nên là cái việc ráp cái này nó có rất nhiều điều nó quyết định cái chuyện nó chạy ngon hay không ngon. Thì bởi vì vậy cho nên anh Phi mới tốn công, anh Phi chia sẻ rất là nhiều cái clip. Mặc dù cũng không có đầy đủ tất cả các mã, nhưng mà đa phần các dòng hàng là đầy đủ. Từ cái việc lắp cái rờ le này như thế nào cho hợp lý, bẻ cong cái rờ le phía dưới cái motor như thế nào cho hợp lý, rồi ráp những cái này như thế nào. Giống như hồi nãy anh Phi lấy cái dao anh Phi gọt chỗ này cho nó đẹp vậy đó ha. Rồi, cái con này là con quà tặng. Còn 5 con này thì anh Phi sẽ test ngay thôi. Còn đây, anh Phi sẽ tiếp cái clip ở phía sau là con này. Con gầy thì gửi về huyện Phù Mỹ, Bình Định, bạn Nhật Tiến nhé. Bạn này thì kết đơn qua Zalo, còn bạn này thì kết đơn qua cũng Zalo luôn. Rồi, bây giờ thì anh Phi sẽ test 5 cái bạn này. 5 bạn này thì dao động các mã từ 2503, 04, 05, 06 và 07. 2509 á, thì bạn hình như bạn đã mua rồi. 0908. 0908 bạn đã mua rồi, anh nhớ vậy đó ha. Cái đơn rồi bạn mua tổng cộng là 4 con. Một con 2262 và một con 2502. 2508 và 2509, bạn còn thiếu lại là 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2501 và 2502. 2501 và 2502 thì anh Phi hết hàng, nhưng mà anh Phi còn con mẫu, anh Phi tặng bạn con mẫu này, ngon lành cành đào nha, anh Phi ráp sẵn luôn nha. Rồi, đây là cái bộ phụ kiện con 2503 nha, bộ phụ kiện con 2503. À, hôm trước thì bạn có lấy con 2262 về bạn ráp, thì bạn nói cái mã hàng đó nó chưa có clip. Đúng rồi, chính xác các bạn, nó chưa có clip. Nhưng mà nếu các bạn ráp con 2261, các bạn xem cái clip 2261 thì các bạn sẽ lắp được 2262.
cho nên anh Phi không có làm clip 2262 là như vậy. Và hàng cũng hết rồi các bạn, cho nên anh Phi cũng mạn phép các bạn là anh Phi không có lắp 2262. Tại vì nếu lắp 2262 là anh Phi sẽ phải hy sinh một hộp hàng nữa. Bởi vì 2262 cũng hết hàng cho nên anh Phi buộc phải dừng cái việc đó lại nhé. Còn những cái mã hàng nào nó còn nhiều thì anh Phi có thể tập trung anh Phi làm được. À, nhưng mà cái dòng 250 này thì cực kỳ ngon nha các bạn. 250 502, 503, 2504 thì nó không cần phải sơn, không cần phải mốt lại. Nhưng nếu các bạn chơi mà các bạn thích mốt lại á, thích sơn lại theo cái ý của các bạn á, chẳng hạn như thay vì chỗ này các bạn đã sơn đỏ đúng không, thì các bạn muốn sơn xanh lên hoặc là sơn nó như thế nào đấy theo ý của các bạn thì nó sẽ đẹp hơn. Thì chúng ta sẽ mốt lại theo từng cái góc cạnh. Có một số bạn rất là khéo tay nha các bạn nha, các bạn mốt được hết á, cho nên là các bạn có thể sử dụng cái dòng 2210 gạch. Là khi ráp á thì cái tem cái sticker của nó đã chết rồi, đa phần là nó chết nha, sticker đã chết cho nên các bạn sẽ không dán sticker lên mà các bạn sẽ dùng sơn để các bạn mốt lại. Và các bạn chơi Gundam thì các bạn cũng thường hay mốt này lắm đó. Còn anh Phi thì thấy ở trên mạng thì các bạn đang chế những cái motor này qua thành những cái chiếc tàu pin để thả dưới sông dưới kênh nó chạy cũng vui lắm các bạn. Và anh Phi cũng đang nghiên cứu xem có thể nào chơi được hay không. Chẳng hạn như chúng ta ráp xong thì chúng ta lấy cái phần lườn dưới thôi, chúng ta để lên một cái mút, chúng ta nối dài hai cái cây ti này ra, nối dài hai cái bánh sau á, rồi chúng ta làm thành cái bánh quạt nước để cho nó quạt. Chúng ta sẽ không cần phải có chân vịt đâu, các bạn làm cái kiểu mà tàu hơi nước ngày xưa các bạn. Cái hai cái bánh nó sẽ có những cái cạnh vuông vuông, cái cạnh dẹp như thế này để nó quạt nước nó chạy đi, nó giống như một cái mái chèo vậy đó. À, thì chúng ta có thể chế được một cái chiếc tàu như vậy. Nhưng mà thú thật với các bạn, hôm nay anh Phi bận rộn quá trời, mặc dù có ý tưởng đó nhưng mà chưa có thực hiện được các bạn. Chúng ta sẽ tạo nên một cái cuộc đua mà không phải là đua ngân hà nữa, ở trên bờ cạn nữa, đua ngân hà với đường đua nữa, mà chúng ta sẽ đua ngân hà dưới nước nha. Đây, rồi le tia ngắn, tia dài, tia dù đủ nha. Anh thường anh Phi dòm qua cái là anh Phi thấy nó đủ là anh Phi có thể đóng được. Con này là 2504, bạn kêu là cái gì đó anh Phi quên mất rồi, nhưng mà anh Phi gọi nó là rồng tốc độ ha. Cái tên anh Phi gọi nó có khác một chút xíu với tên của bạn trọng nhân này, có vẻ là khá là rành cái xe ngân hà nha. Cái cách bạn gọi tên của từng cái con á, nó khá, bạn khá là rành. Con rắn hào quang thì không nói rồi, con dơi cánh đen, còn con này là ngựa một sừng, con này là rồng tốc độ, còn con này là như sói nanh sắt hả. Đó, nói chung là anh Phi không nhớ được hết tất cả các tên. À, nhưng mà đây đọc đây cũng có thể ra hồng mã với tên ngân hà thôi các bạn. Anh Phi giai đoạn trước hàng này nó nhiều, anh Phi lười đến độ là anh Phi chỉ đặt cái mã và cái dòng hàng thôi, chẳng hạn như 2501 ngân hà, 2502 ngân hà, anh Phi còn không chịu đặt tên cho nó nữa nha. Nhưng mà sau này thì anh Phi mới nghiên cứu ra cái tên. À, nghiên cứu đó là nghiên cứu trên cái trang web mà xe ngân hà ngày xưa các bạn. Xe ngân hà ngày xưa hình như cái nhà nhập khẩu là cái trang thế giới của bé gì đó, cái công ty thế giới của bé gì đó. À, rồi nó có một cái dòng hàng như thế này nữa, anh Phi thì không rành, giai đoạn đó thì nó xa quá rồi. Nhưng mà anh Phi chỉ biết là có một cái dòng hàng ngon giá rẻ thì anh Phi tiếp nhận để anh Phi phân phối. Nói chữ phân phối là nói cho lớn lao đó, anh Phi chia sẻ cùng với các bạn ha. Đó. Rồi cũng một vài năm rồi các bạn, anh Phi giữ hàng này cũng một vài năm rồi, nhưng mà năm nay có vẻ là sau cái mùa dịch thì các bạn lại ở nhà nhiều, các bạn lại thích chơi lắp ráp hơn mà giá nó lại rẻ nữa. Một cái hộp như vậy hiện nay cũng chỉ có 50k thôi, 50k mà như thế này thì xin thưa với các bạn là nó quá rẻ rồi ha. Nó ráp thành hình một cái chiếc xe như thế này, cho pin vô chạy ngon lành, hoặc là các bạn nối dài cái này ra làm một cái bánh bằng miếng gỗ hoặc bằng miếng giấy, các bạn sơn lên cho nó chống nước, rồi các bạn dán keo để thành một cái miếng bể nước đó để cho nó quay, các bạn đặt nó lên trên miếng mút, các bạn gịch nó lại là ngân hà đua dưới nước. Đó là một cái ý tưởng nha. Nếu các bạn nào có điều kiện thì thực hiện trước đi các bạn, thực hiện trước anh Phi đi. Còn khi nào anh Phi rảnh anh Phi sẽ làm nha, khi nào anh Phi rảnh thì anh Phi sẽ làm. Nhưng mà muốn làm thì cũng phải tập trung vài chiếc, vài em nhỏ làm đua cho nó vui nha. Cái này thì đua
đua này thì chúng ta sẽ không có chỉnh được cái gốc lái đâu các bạn. Hoặc là nếu các bạn làm được cái gốc lái thì các bạn làm được cái bánh trimming của cái chiếc tàu á, thì các bạn có thể làm được cái gốc lái cho nó. Thì anh Phi sẽ kiếm một miếng mút xong rồi anh Phi cắt cho giống như cái chiếc thuyền, xong rồi anh Phi gắn nó lên rồi thử coi như thế nào ha. Nhưng mà hẹn các bạn một ngày nào đó đi. Còn hôm nay thì mấy ngày nay thì anh Phi bận rộn lắm. Sáng nay thì anh Phi lu bu quá trời luôn, cho tới giờ mới đóng được đơn hàng này. Đúng ra là anh Phi đã đóng những cái đơn hàng này từ sáng sớm rồi. Nhưng mà thú thật với các bạn thì cái thời gian để vận chuyển hàng thì giờ này thì vẫn chưa là trễ các bạn. Đơn này anh Phi lên đơn một cách chủ động, cho nên là anh Phi sẽ mang ra các cái nhà vận chuyển một cách chủ động ha. Cái đơn này là đơn giao việc Viettel nè ha. Còn một đơn nữa, đơn này thì anh Phi lại tạo bên Ninja Vân nha. Thường đi tỉnh thì anh Phi tạo Ninja Vân nhiều hơn, còn đi nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì anh Phi tạo ở Viettel. Còn nếu đi quả tốc thì anh Phi đi với Ahamu. Quả tốc là gì các bạn? Quả tốc thì là những cái gói giao hàng trọn giờ, các bạn có thể giao hàng trong ngày hôm nay hoặc là giao hàng trong ngày mai đó. Với các cái gói giao nó rất là gọi là linh động. Anh Phi vừa đang giáo với các bạn ha. Gói giao rất là linh động, chẳng hạn như ngay lúc này các bạn có thể đặt một cái cục hàng gửi đi, chẳng hạn như đây cái con Yoyo anh Phi đặt trả về cho chị Hằng ở Trần Quang Khải với gói giao là 120 phút ha. Sau khi anh shipper ảnh bấm nhận hàng rồi thì anh sẽ tới anh nhận cái cục hàng này, anh đi giao trong vòng 120 phút. Có thể anh sẽ tới trước 120 phút đó, chẳng hạn như 90, 100 phút hoặc 110 phút chẳng hạn đó. Hoặc là 60 phút, tùy cái tiền mà chúng ta có thể trả và cái thời gian cho nó hợp lý. Hoặc là như vậy, các bạn thì ở Củ Chi nhưng mà ngày mai thì các bạn có dịp đi xuống Sài Gòn để các bạn đi chơi ở ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ chẳng hạn, và khi xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ các bạn lại muốn mua hàng của Abo thì các bạn chỉ cần các bạn ngồi ở một cái quán nước nào đó, chẳng hạn như các bạn ngồi ở quán cà phê trứng chẳng hạn, hoặc là cái quán cà phê Mê Trang chẳng hạn, đối diện với công viên Bạch Đằng, và các bạn nói em đang ngồi ở số mấy đường Tôn Đức Thắng đó, anh giao hàng qua cho em. Ok con quê đó, anh Phi sẽ sắp xếp lịch là giao hàng cho các bạn trong khoảng thời gian đó ha. Và bây giờ thì cái cục hàng của anh Phi sẽ được định hình như thế này, và chắc chắn là bạn này sẽ được bảo vệ bằng cách là anh Phi sẽ cho vô một cái túi xốp nha. Đó. Xong rồi anh Phi sẽ cột phòng hơi nó lên một chút xíu đây. Đó, ha. Rồi sau đó anh Phi sẽ đóng một cái hộp hàng để anh Phi bỏ vào tất cả, thì bạn này cho qua một bên đi nha. Rồi đó, cái cách nó sẽ là như vậy. Anh Phi quay trở lại với câu chuyện là giao hàng. Giao hàng đó là giao hàng chủ động, nhanh và giao hàng quả tốc. Các bạn có thể hẹn thời gian. Đấy. Nhưng mà cái ship nó cao hơn các bạn. Chẳng hạn như ship giao bưu phẩm thì họ sẽ giao từ 2 cho tới 5 ngày. Đó, thông thường các bạn lại không đồng ý với cái câu chuyện 2 tới 5 ngày thì chúng ta sẽ nhận hàng trong từ bưu phẩm á, các bạn không đồng ý thì chúng ta sẽ đặt hàng quả tốc. Nhưng các bạn phải ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Anh Phi vừa tính toán cái hộp, anh Phi vừa nói chuyện cho nên là nó sẽ bị lắp bắp cà lâm và không tập trung, gọi là vậy đó các bạn, không tập trung. Đấy, cho nên nó là đây ha. Ở đây nó cao tới đây nè, cho nên chúng ta sẽ phải đo. Cái cách anh Phi hướng dẫn và chia sẻ với các bạn mua hàng là như vậy. 16. Các bạn có thể giao về Gò Vấp, Củ Chi, nhưng mà cái phí giao mà quả tốc trong ngày nó khá là cao các bạn. Giống như sáng nay anh có một cái bưu phẩm anh Phi gửi về Gò Vấp cho bưu điện, tại vì anh Phi có một cái hồ sơ anh Phi gửi về cho bưu điện ở đường Phan Quy Ích. Tổng cộng là 14.5 cây số, 14.5 cây số. Cái số tiền mà anh Phi phải trả sáng nay á, tổng cộng là cho cái đơn đi quả tốc của anh Phi, anh Phi giao về cho bưu điện để bưu điện gửi hồ sơ đó qua cho sở kế hoạch giùm anh Phi á, thì cái đơn đó anh Phi trả cho bên shipper là 67.000.
ha. Đó, nhưng mà cái đó buộc phải làm như vậy rồi các bạn, không khác đi được nha. Anh Phi buộc phải chuyển hồ sơ đó về Gò Vấp, còn nếu không thì anh Phi phải tự chạy đi Gò Vấp, rất là xa xôi đó. Cho nên là bản thân anh Phi sẽ chọn cái cách là để cho bên bưu tá bưu Ahamu họ đi, thì anh Phi sẽ trả cái tiền đó nha. Rồi cái đó, cái phí nó khá là cao đó. Còn nếu anh Phi có một cái dịp nào đó anh Phi đi gần ở trên đó, chẳng hạn như anh Phi lên trên Quang Trung chẳng hạn ha, anh Phi lên trên Quang Trung thì khi anh Phi gửi cái đơn hàng đó nó sẽ rẻ hơn, tại vì đường Quang Trung Gò Vấp nó sẽ gần với đường Phan Huy Ích Gò Vấp hơn, thì anh Phi sẽ gửi cái đơn hàng đó nó sẽ rẻ hơn là anh Phi ở quận 4. Giống như vậy thì khi các bạn ra tới quận nhất, các bạn mua hàng ship từ Abo qua theo kiểu hỏa tốc thì nó sẽ gần hơn. Giống như chị Hằng nè, thật sự nhà chị Hằng ở đường Nguyễn Văn Khối Gò Vấp, giao về Nguyễn Văn Khối thì rất là xa nha các bạn. Cho nên nó thường là chị Hằng sẽ giao nhận với anh Phi theo kiểu là khi chị Hằng đi làm thì chị Hằng sẽ đặt ở bên Trần Quang Khải cho nó gần. Từ anh Phi qua Trần Quang Khải nó có 5 cây số à. Cho nên cái phí ship nó rẻ. Phí ship nó rẻ hơn là đi Nguyễn Văn Khối. Trần Quang Khải không? Trần Quang Khải, Ahamu ghé lấy. Ship bên đó trả nha. Rồi, đó thấy không? Đó anh shipper anh ghé lấy hàng rồi đó. Rồi, thì giao cho chị Hằng trong cái gói 2 tiếng đồng hồ, thì trong vòng 120 phút thì chị Hằng sẽ nhận hàng nha các bạn. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ lo cái cục hàng này cho xong cái đã. Trong lúc làm thì chúng ta tâm sự tán dốc. nói dốc một chút xíu. Rồi đây xong. Anh Phi xong rồi nè các bạn ha. Anh Phi còn bụp lại chút xíu nữa là xong, còn anh Phi dán cái tem vận chuyển lên nữa là xong. Còn về việc mua hàng mà giao ngay thì Abo luôn sẵn sàng nha các bạn. Và các bạn có thể tham khảo các cái sản phẩm của Abo trên trang yêu đồ chơi trẻ em.com. Và những cái sản phẩm nào còn hàng nó sẽ báo còn hàng. Và những sản phẩm nào mà hết hàng nó sẽ báo hết hàng. Những sản phẩm còn hàng thì có khả năng giao quà tốt nhé. Tới đây thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.